Wow, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô. Và một lần nữa em Vũ Dương Ô Tô lại mang đến cho các bác một chiếc xe mà giá nó chỉ có 30 triệu. Các bác đã có ngay được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, được nhập khẩu nguyên chiếc. Và em này một chiếc xe đã chạy được 30 năm tuổi rồi. Tuy nhiên là độ chất của xe vẫn còn rất là ok. Và em này thì bao các bác là bảo hành máy bình thường nhá. Một chiếc xe với động cơ máy 2.4, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 10 lít trên 100 cây. Dòng này thì bây giờ là thực sự là chỉ là dành cho các bác nào tập lái, hoặc các bác nào mà không có điều kiện nhưng mà mình mua một chiếc xe để tránh mưa tránh nắng cho vợ con đỡ khổ, đi lại thì an toàn, yên tâm, thì đây là một mẫu xe ok cho các bác luôn. Con này về thì các bác không phải làm gì, cứ việc là đi thôi, sạch sẽ rồi. Đấy, sơn xi đồng sơn thì cũng tương đối, có mỗi cái phần đầu kia là hơi lôm nhôm tí, nhưng mà em này thì được cái là cam kết đảm bảo cho bác là không có đâm đụng, 100% không đâm đụng và không có ngập nước, không tai nạn và chắc chắn là không có vật nguội rồi. Xe mang biển thủ đô Hà Nội 30A32181, con này thì tên tư nhân chính chủ luôn, có chủ mã đầy đủ. Đấy, thế nó mới sướng cơ. Và xe thì vẫn còn rất là ok, tôn vỏ dày. Đấy, dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản và đây cũng là một cái dòng xe của Toyota quá là bền lành luôn. Em này trông vậy thôi nhưng mà điều hòa nó vẫn còn rất là mát nhá. Và nội thất ghế da của xe thì vẫn còn zin nguyên. Đấy, nội thất ghế da zin, điều hòa mát và có đầy đủ màn hình. Đấy, không thiếu cái gì, khóa khiển điện, khóa điện đàng hoàng. Đấy, và em này thì đăng kiểm thì vẫn đến tháng 1 năm 2024. Một dòng xe 5 chỗ ngồi tiện lợi, bền bỉ. Và cái dòng này thì bên em đang bán cái mức giá rất là hợp lý luôn. Em này thì em đang để là mức giá là 30 triệu đồng cho một chiếc xe chạy được 30 năm. Vâng, một chiếc xe chạy đã được 30 năm rồi. Nhưng mà riêng cái dòng xe của Nhật thì nó cực kỳ bền bỉ luôn. Một dòng xe mà nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Và chiếc xe này đã phục vụ rất là nhiều năm tháng rồi. Tuy nhiên là em này thì là một chiếc xe mà bác chủ trước là bác ấy tập lái, nên là bác ấy được cái là bác ấy không đâm đụng đâu. Nhưng mà nó có những cái chỗ cản dưới này, nó hơi xấu một chút thì các bác thực sự là thông cảm nhá. Còn với cái tầm tiền như này thì nói thật với các bác là Matiz Spark thì không có tuổi với những chiếc xe này. Và những chiếc xe này thì các bác mua về để chạy đi đường đồi đèo núi các thứ là ok, vì máy nó rất là khỏe, chạy nó ổn định. Và Toyota Cressida vẫn là một cái dòng xe gọi là giá tiền hợp lý mà là mẫu xe hạng sang ấy ạ. Nó là một cái dòng xe mà đẳng cấp phân khúc cùng với Camry luôn. Thế nhưng mà ở em Vũ Dương Ô Tô thì thời điểm này em bán chiếc xe này với cái giá mà nói thật với các bác là giật mình luôn. Vâng, chỉ có 30 triệu chiếc xe này thôi. Chỉ 30 triệu không lãi lời bao nhiêu, nhưng mà được cái là các bác có một chiếc xe lái tránh mưa tránh nắng, điều hòa là chắc chắn là có nhá. Điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, có cả loa súp bắp, có cả màn hình, có cả cam lùi. Và em này thì được cái là vận hành tốt, máy nổ quay kêu, 4 bánh quay đều. Tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường, kể cả đèn. Thế nên là xe nó như vậy nên là nó mới đăng kiểm được. Còn đây là một chiếc xe mà tương đối là cứng. Em này thì em cứ nói trước là đây, ví dụ như là điểm đầu này, cái chỗ này nó hơi lôm nhôm, nhưng mà cái này là bác chủ bác cái lái và bác cái hơi quọ quẹt thôi, những cái này bình thường các bác nhá. Và những cái phần này thì nó là bằng sắt. Đấy, bằng sắt thì có thể là nắn chỉnh được, thực tế là nắn chỉnh được, nhưng mà em về em lười em chưa làm thôi. Đấy, các bác nhìn này, lấy kéo lên cái là ra form luôn rồi. Đấy, cái này thì nắn chỉnh cái là xong nhá, chứ không có phải là làm nước cái gì cả. Đấy, rất là đơn giản luôn. Và sơn xi thì tốt thì ok. Cái này là bên nhà em lười thôi, chứ thực sự các bác là thích thì làm được ngay. Nhưng mà nói chung là bỏ gọi là mình bán cái lại xe nó vừa vừa tiền như này thì thôi, các bác cứ thông cảm vì các bác về bác xì tút cũng được. Hoặc không thì mình có thể mình xử lý sau. Đèn của xe, các bác nhìn này, đèn trong bắt luôn nhá. Đấy, đèn đóm đầy đủ, không thiếu cái gì. Và đèn này đêm thì hơi tương đối là sáng. Còn này, cái này đọng nước này, cái này tí em xử lý luôn cho các bác luôn. Xi nhan đầy đủ, tất cả các chức năng là bình thường. Và các bác này nhìn cabo này cân đối nhá. Em này thì cam kết đảm bảo là 100% là không có đâm đụng. Đấy, cabo nó còn mỏng như này và cam kết đảm bảo là 100% không đâm đụng chiếc xe này nhá. Cam kết luôn đấy ạ. Vâng, xe rất là cứng luôn. Và thưa các bác là kính của nó là kính còn zin luôn. Kính này là kính nguyên bản đấy ạ. Đấy, thế nó mới sướng. Dàn lốp của xe thì đang sử dụng là lốp Radia chắc ra gian. Cái dòng lốp này thì nó cũng tương đối là dày. Nói chung là với cái tầm này thì thực sự là lốp mới hay lốp cũ không quan trọng, mà quan trọng là lốp nó còn ok hay không. Thì cái lốp này nó còn dày như này đây. Và cái lốp này là đang lốp 2021 nên là rất là dày thực sự luôn. Đấy, ta lông còn nguyên. Và các bác đi những cái dòng này thì yên tâm nhá. Vâng, đi yên tâm luôn. Cua lốp, lòng lốp này. Đấy, các bác nhìn này, lòng lốp này. Đấy, nó còn đẹp như này. Còn những cái chỗ này han một thì thôi, bỏ qua. Vì nói thật các bác nó han nhưng mà nó không bị mọt là được. Đấy, chứ còn xe như này mà các bác cứ bảo là han mọt thì thôi thì cũng có phí, vì thực sự là với một chiếc xe mà đã 30 năm tuổi rồi
thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết, không tránh khỏi những cái mà chi tiết nhuốm màu theo thời gian, nhưng mà được cái độ chất của nó thì quá ok. Kính các điện các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường. Và anh em này thì thưa các bác là chạy là 4 kính điện hoạt động hoàn toàn ok nhá. Chỉ keo thì lơm nhôm, không phải là đâm độ mà nó cũ rồi, thì cái này không tránh được. Còn nội thất ghế em này thì được điểm cộng là ghế nó gần như mới tinh, ghế nó vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, sạch sẽ và không có sờn rách. Đây các bác nhìn này. Đấy, ghế còn căng đẹp luôn nhá, hai bên ghế này. Và ghế đằng sau cũng thế. Đấy, toàn bộ hàng ghế trước, hàng ghế thứ sau của xe là còn nguyên luôn. Và em này thì vô lăng nó không bị mòn như là những chiếc xe mà chạy nhiều. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng nó không mòn luôn. Đấy, mà cái phần sần này nó vẫn còn rất ok. Còi to. Đồng hồ thì 21 vạn, nhưng mà em nói thật các bác là con này chắc phải chạy nhiều, nhưng mà được cái độ ổn định cao. Và các cái chức năng cơ bản của xe là hoạt động hoàn toàn ok các bác nhá. Đấy, gương điều chỉnh điện cũng có này. Đấy, cục điện thì không biết là có hoạt động hay không, nhưng mà điều chỉnh điện là ok. Đấy, và xe là chạy số sàn 5 cấp nhá, nên là rất là thích hợp với các bác nào vừa tập lái này, vừa là leo đồi leo núi, các bác đi ok. Có màn hình hoạt động bình thường. Và điều hòa là điều hòa cơ, nhưng mà con này điều hòa nó rất là mát luôn. Đấy, điều hòa cực mát luôn nhá. Sàn thì hơi bẩn tí, nhưng mà cái này là sàn sạch và đã kiểm tra là không có gọi là ngập nước. Đấy, xe là đã kiểm tra rồi thì là không có ngập nước cho các bác luôn. Đấy, kính điện 4 cánh là hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, vâng, cái này thì đây các bác này, em đang tắt máy đi, tí nữa ta nổ. Con này được cái là ắc quy của nó mới, nên là các bác về là các bác yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Mở cốp trước này, đây là mở cái cốp đằng sau. Đây, mở cốp đằng sau này. Kính này zin, con này được cái là kính zin toàn bộ nó mới sướng cơ. Vâng, xe cứng. Đây, cabo cốp đằng sau các bác nghe rồi. Chỉ keo cốp nó còn nguyên như thế này, nó hơi bẩn một chút, nhưng mà thôi, nói chung cái này thì nó phải vào tay người dọn cơ. Các bác về các bác tháo ra rồi dọn dẹp làm sao, sơn sửa làm sao cho xe nó sạch cho được. Đây các bác nhìn hai cái vách đằng trong này, nó còn như thế này. Và nó không có han mọt, nó chỉ hơi theo năm tháng thôi. Đấy, nó còn nguyên luôn nhá, form nó còn nguyên luôn. Và chiếc xe này thì đi kèm là hai quả lốp sơ cua vẫn còn nguyên, hai quả luôn chứ không phải một, bình thường là chỉ một thôi, đây là hai luôn. Đấy, cái gầm này, cái dòng này thì gầm nó rất là cao. Và xe thì đấy, logo Discovery. Đấy, bản GL, xe Cressida. Đấy, đèn nóm thì đầy đủ sạch sẽ, cản sau này cũng đã xì tút sơn rồi. Cái này nói thật các bác là về là các bác cứ sơn cho em, các bác xì lại sơn được, hoặc không thì cứ để nguyên này mà đi cũng được, không ảnh hưởng gì. Đấy, bình xăng thì mở bên này nhá. Là dàn lốp thì nói chung là cũng rơi vào tầm khoảng 50-60%. Nhưng mà các bác đi những cái dòng này thế này thì nói thật các bác là cứ thoải mái đi, không phải nghĩ ngợi đến lốp dép làm gì đâu. Đấy, đấy, lốp thì tương đối là cứng. Còn xe thì có những cái chi tiết nó han, hoặc là những cái chi tiết đấy, ví dụ như bản lề đấy nó vẫn còn ok này. Đấy, bản lề ok và cánh kính điện hết nhá. Con này là kính điện hết. Đấy, kính điện hết rồi. Và xe thì tương đối là cứng luôn. Đấy, và thực sự là những cái dòng như thế này thì mình đi vừa tập lái vừa tránh mưa tránh nắng. Con này thì kín nước luôn, phun nước thoải mái không dột nhá. Vâng, chứ không nhiều bác này cứ bảo là sợ là xe nó dột. Đây gầm nó còn đẹp này mà. Đấy, gầm thì bên em là có xa bắn vậy. Đấy, 30 triệu đồng thì gầm nó thế thôi, chứ nó không đẹp như xe mới đâu. Còn đăng kiểm ở đây đến tháng 1 năm 24 rồi. Đấy, đăng kiểm còn dài. Đấy, máy nổ quay kêu 4 bánh quay đều, form xe thì tương đối là ok. Form này thì nhiều người cứ bảo cổ, thực sự là đi những cái mẫu này thì vừa là lành vừa bền, mà nó đầu cái dáng nó trường. Thế nên là mình đi những cái xe này như kiểu là mình gọi là tập lái khi mà trước khi mà mình mua xe, hoặc là những người lái non ấy. Vì các bác mà đã đi xe gọi là học lái rồi thì các bác sẽ biết cái cảm giác của cái người mà mình đi xe mới. Rồi nói thật các bác run lắm, đi những con này thì các bác cứ thoải mái và quẹt sức sát không ảnh hưởng. Chứ mình mua, đè cái lên ngay này. Chứ mình mua những cái con xe mà nó nhiều tiền nó phí ra, thực sự là nó chỉ bằng một cái con xe giá rẻ thôi. Đây, màn hình đầy đủ nhá, nhưng mà nó cũng khá là ok và yên tâm luôn, không phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Đấy, đấy, chất xe thì còn đẹp cứng và giá thì ok, thơm như muối mít. Em này đúng 30 triệu đồng các bác ạ. Em xem gương ái trà, gương điện vẫn hoạt động nhé. Đấy, gương điện vẫn hoạt động luôn, em sợ chứ. Rồi, kính điện này, đấy, kính này nhá. Lên này, lên xuống bình thường. Và kính cái dòng này nó rất là dày, nó không như là những cái dòng xe khác nha. Kính rất dày luôn. Đấy, lên xuống ok. Lên xuống à. Cái này tí em sẽ kiểm tra lại. Không, kính
kính là lên xuống bình thường, không vấn đề gì. Đã khóa điện rồi. Dòng này thì được cái đi rất là thích luôn các bác ạ. Vâng, giá hợp lý, xe thì ngon rồi. Đây, kính điện đây. Lên xuống bình thường. Vâng, có chủ yếu cái quan trọng nhất là máy thôi. Quan trọng nhất là máy số gầm bệ thôi. Con này thì côn nhẹ số ngọt, máy chắc chắn và không hề có hơi thừa hơi khói. Bảo hành luôn các bác nhá. Con này bảo hành luôn máy cho các bác là 1 năm. Đấy các bác nhìn này, động cơ máy vô cùng bền bỉ luôn. Động cơ máy của chiếc xe đang là 2.4. Đấy, máy Nhật và con này là nhập khẩu nguyên chiếc nha. Máy rất là êm. Đấy, máy khô ráo sạch sẽ và hơi này tí đây. Em sẽ bỏ này ra cho các bác xem. Riêng cái con này thì dám bỏ hơi thừa mới sợ chứ này các bác nhỉ. Đấy, hơi thừa hơi khói là không có nhá. Đấy, các bác yên tâm là chỉ việc đi thôi. Và mình không phải sửa chữa bảo dưỡng gì mất thời gian. Đấy, cứ đổ xăng là chạy thôi. Và cái dòng này thì nói chung là xe Nhật thì nó bền bỉ vô cùng rồi. Có lái chợ điện này. Và xe thì sợ dầu, chợ dầu con này lái dầu nhá. Nhưng mà em này có một cái điểm là không có phanh ABS nhá. Vì đời này thì chưa có cái đấy đâu. Và những cái cơ bản này của xe thì ok. Đấy, xe vất bụi đi là các bác nhìn này, vẫn còn nguyên lá cây ở trên. Đấy, xe này, đầu răng. Và các bác nhìn hộ em nhá, con này là ắc quy mới cho các bác này. Các bác về không phải thay này. Đầu răng, toàn bộ răng đầu của xe là còn zin nguyên nhá. Cái này là cam kết đảm bảo là xe không có đâm đụng. Đấy, 100% là xe không có đâm đụng luôn. Sắt xi hai đầu của xe là thẳng căng. Cái này thì cũng đã kiểm tra và test thoải mái cho các bác luôn. Đấy, nên là bác nào mà thích cái dòng này thì các bác cứ ring em này về thôi. Riêng về chất là không có đâm đụng. Đấy, kể cả là cái phần mép cabo này. Đấy, mép cabo các cái lỗ nó trượt đều. Và logo còn nguyên. Đấy, thảm chống nhật của xe vẫn còn nguyên. Và đây là một chiếc xe mà chạy tương đối là nhiều năm, 30 năm rồi, nhưng mà chất xe thì vẫn còn rất là ok. Nên là bác nào mà thích cái dòng này mua về để tránh mưa tránh nắng ấy, thì ok bảo em nhá. Con này giá tập lái xe còn ngon và chất còn cứng nét luôn. Hợp lý, hợp túi tiền. Và xe thì đang có mặt tại Quán Toàn Hải Phòng. Cảm ơn các bác. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe hợp lý giá tiền rẻ tại Em Vũ Dương Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.